Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Điều 37 Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 1 tháng 11, học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ cho việc học tập và việc sử dụng điện thoại này có sự quản lý của giáo viên. Quy định mới này được học sinh, giáo viên và phụ huynh đón nhận như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận sau tại Quảng Ngãi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xã hội đang hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học. Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học là giúp học sinh có phương tiện truy cập và các nguồn học liệu trên Internet. Tuy nhiên, quy định mới này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đồng tình và không đồng tình của phụ huynh học sinh. Cái vấn đề này thì tôi nghĩ là nên bởi lẽ là cái việc này nó phục vụ tốt cho cái việc học của các cháu, hơn nữa các cháu nó tiếp cận được những cái mới. Tuy nhiên, cái nội dung mà để các cháu truy cập thì nó phải phù hợp. Bên cạnh đấy thì nó phải phù hợp với cái việc học tập của các cháu. Bởi vì sao nó nhiều lúc nó mất tập trung cho các học sinh, nó học không được. Là không nên cho dùng điện thoại trong lớp. Nhưng mà nên cho nó dùng, nó đem đi theo là để nó khi đi về rồi cho học sinh dễ tiện đưa đón thì được. Học sinh cũng suy nghĩ khác nhau khi được cho phép sử dụng điện thoại trong giờ học. Ở nhà cháu vẫn hay thường sử dụng điện thoại để cho những công thức toán học hay là học những từ vựng tiếng Anh. Nhưng mà cháu nghĩ thì nếu mà bộ áp dụng vào trong trường học thì mọi người sẽ, các bạn sẽ không tập trung vào những kiến thức mà thầy cô dẫn trên trường. Về nhà thì các bạn cứ đâm đầu vào cái điện thoại thì sẽ làm cho ba mẹ nghĩ là các bạn đang học, nhưng thật ra là các bạn đang làm những chuyện khó, không tập trung vào học hành. Còn trên lớp thì các bạn sẽ hay nhắn tin cho nhau rồi không quan tâm đến việc cô dẫn, sẽ làm cho các thầy cô cảm thấy không quá là yêu thích cái nghề dẫn của mình. Thầy cháu thì không nên, bởi vì sử dụng trong lớp thì nhiều bọn sẽ không chú ý tới học tập, nhiều bọn sẽ so ngỏ vào việc chơi game. Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011 đã cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong giờ học. Học sinh đã vào lớp là không dùng điện thoại. Mới đây, thông tư 32 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm dùng điện thoại trong lớp, nhưng cũng không có nghĩa là học sinh được dùng một cách thoải mái mà phải có sự giám sát của giáo viên. Đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và đặc biệt là đối với học sinh trung học cơ sở thì cái hiện tại tôi nghĩ là nên sử dụng trong thời điểm nào, môn học nào và sự kiểm soát của giáo viên đứng lớp của nhà trường trong những thời điểm thích hợp, cần thiết và có sự kiểm soát của giáo viên bộ môn. Chiếc điện thoại, một công cụ hữu ích cho việc học hay tiềm ẩn nhiều nỗi lo? Câu trả lời tất nhiên không đến từ chiếc điện thoại di động.